Thanh Hà, hai lần hủy hôn với bạn trai kém 12 tuổi và tình yêu với Phương Uyên. Ở tuổi 53, Thanh Hà quyết định ở bên người yêu đồng giới để được sống cho chính mình. Bao năm đau đớn hỏi, tại sao mẹ bỏ mình? Ca sĩ Thanh Hà, tên thật là Trương Minh Hà, sinh năm 1969 tại Đà Nẵng. Năm 1991, chị chuyển sang Mỹ sống và nổi tiếng tại hải ngoại với giọng hát khỏe khoắn cùng ngoại hình nóng bỏng. Xinh đẹp và tài năng, nhưng cuộc đời Thanh Hà là một chuỗi ngày lận đận. Cả tuổi thơ của chị bị ám ảnh bởi sự dè bỉu của những người xung quanh chỉ vì chị là con lai. Từ khi mới 2 tuổi, bố ruột Thanh Hà đã qua đời. Đến khi sang Mỹ, chị mới biết người bao năm qua mình gọi là mẹ ở Việt Nam chỉ là dì ruột. Còn người mẹ đẻ thì đã bỏ rơi chị từ khi mới lọt lòng. Nỗi đau vì bị mẹ ruột bỏ rơi, sự day dứt với câu hỏi vì sao mẹ ruột lại không nuôi mình, không nhìn nhận mình, đã theo Thanh Hà từ những năm đôi mươi cho đến tận sau này. Có một lần khi gặp lại mẹ ruột trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, Thanh Hà vẫn không thể nguôi nỗi đau đã theo chị từ tấm bé. Chị nói, bao nhiêu năm nay tôi cứ đi tìm, cứ muốn hiểu về mẹ ruột, cứ muốn đối diện với bà. Nhưng khi đối diện với nhau, tôi nhận ra tình cảm giữa chúng tôi thực sự lạnh nhạt. Và tôi nghĩ rằng thà chúng tôi không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Giữa chúng tôi có lẽ đã không cùng nhau trải qua những ngày tháng chung sống, không có sự chia sẻ nào nên không có tình cảm với nhau. Tôi thấy rằng tình cảm với mình và những người trợ lý, những người make up cho tôi còn thân tình hơn với cả những người ruột thịt. Những ngày tháng bươn chải trên đất Mỹ, Thanh Hà phải làm đủ thứ nghề, từ nhân viên bán hàng đến công nhân trong nhà máy sản xuất hột quẹt. Hằng ngày, chị đều cực lực làm việc từ sáng đến tối. Cuối tuần lại đi biểu diễn ở các quán bar, phòng trà. Bản thân sức khỏe Thanh Hà cũng không được tốt. Chị từng phải chiến đấu với khối u trong suốt 10 năm. Có những lúc sức khỏe gần như cạn kiệt. Thanh Hà chia sẻ trên VN Express, đã nhiều lần tôi ngất trên sân khấu, thậm chí là suýt chết. Cơ thể tôi là một chiếc xe chạy gần 50 năm, mọi thứ cũng đã cũ, vì vậy sức trẻ của mình cũng không còn nhiều nữa. 14 năm gắn bó với bạn trai kém tuổi. Không chỉ thiếu vắng tình thương cha mẹ, Thanh Hà còn kém may mắn trong chuyện tình cảm. Chị kết hôn với người chồng đầu tiên sau 6 tháng quen nhau. Thế nhưng, chỉ sau khi 2 năm sinh cô con gái đầu lòng, hai người đã đường ai nấy đi vì không thể tìm được tiếng nói chung. Lần thứ hai, Thanh Hà kết hôn với một nam nhạc sĩ, nhưng họ cũng chỉ sống bên nhau được 2 năm rưỡi. Nhìn lại đường tình duyên lận đận của mình, Thanh Hà chua chát nói: làm tình nhân thì còn dài lâu, chứ cứ hễ lấy nhau là sẽ ly hôn. Mất một thời gian dài, Thanh Hà mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và một cánh cửa tình yêu khác lại mở ra với cô, với một nam nhạc sĩ kém 12 tuổi tên là Roland. Họ gặp nhau trong một buổi diễn tại San Jose, Mỹ. Roland bị chinh phục bởi sự mê đắm trong giọng hát của Thanh Hà. Anh tìm cách chinh phục chị bằng việc học tiếng Việt, bỏ công hát bằng được ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm Tặng Bạn Gái. Khi bắt đầu đến với nhau, Thanh Hà cũng e ngại sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, sợ tâm lý cô con gái riêng của mình bị ảnh hưởng khi không thể hiểu đúng mối quan hệ tình cảm của mẹ. Thế nhưng cuối cùng, họ cũng bên nhau được 14 năm. Cả hai từng có con nhưng không may Thanh Hà bị sảy thai. Họ cùng vượt qua nỗi buồn, sống và hỗ trợ nhau trong âm nhạc. Trong 14 năm yêu nhau, hai người từng hai lần cưới hụt. Năm 2018, cả hai dự định kết hôn ở Đà Nẵng, quê của nữ ca sĩ, nhưng đám cưới bị hoãn vì sức khỏe của mẹ bạn trai không tốt. Hôn lễ được dời lại tổ chức ở Sài Gòn sau đó nhưng cũng đã không diễn ra. Đầu năm 2019, Thanh Hà chủ động cầu hôn bạn trai với dòng trạng thái: tôi biết mọi người lo lắng cho mình, nên lần cầu hôn này cũng là câu trả lời tôi gửi tới những người đã yêu thương rằng chúng tôi vẫn hạnh phúc, chứ làm gì có chuyện chia tay. Bấy lâu nay, tôi không nhắc đến bạn trai thì nhiều người cứ nghĩ
tôi đã bị bỏ rơi. Thế nhưng đến tháng 2 năm 2022, nữ ca sĩ cho biết họ đã không còn gắn bó bên nhau. Cả hai đã dọn ra khỏi tổ ấm chung ở California, Mỹ và đường ai nấy đi. Hạnh phúc muộn màng với người yêu đồng giới. Vào đúng ngày Valentine năm 2022, khán giả bất ngờ khi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên công khai yêu nhau. Được biết, từ nửa cuối năm 2021, nhạc sĩ Phương Uyên sang Mỹ làm việc. Trong giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái, chính Thanh Hà đã cho Phương Uyên ở nhờ nhà mình. Thanh Hà cũng dẫn Phương Uyên tới các buổi tiệc của giới nghệ sĩ hải ngoại để giới thiệu, làm quen, tạo cơ hội làm việc sau này. Thanh Hà khẳng định tình cảm cô dành cho Phương Uyên xuất phát từ lòng ngưỡng mộ và chính mẹ ruột cô cũng quý mến nữ nhạc sĩ. Thanh Hà nói, Phương Uyên là một người rất giỏi, khiến tôi nể phục vô cùng, cái gì Uyên cũng biết và giỏi. Sau khi mối tình đồng giới được công bố, Thanh Hà nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời chúc phúc, có cả những bình luận không mấy tốt đẹp. Đáp lại phản ứng của cộng đồng mạng, Thanh Hà cho biết, đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi, đừng nói tôi bạc bẽo vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình. Và khẳng định, mọi mối lương duyên đều đã được vũ trụ an bài. Thanh Hà bày tỏ quan điểm, đừng buông lời cay nghiệt vì cuộc đời còn dài ở phía trước. Xăm soi cuộc sống của người khác chẳng phải là việc đáng được hoan nghênh hay khích lệ, bởi bản thân mỗi người đều có những việc riêng của mình. Đời người dài, làm sao biết trước chuyện gì sẽ xảy ra mà vội chỉ trích, phê phán người khác.